Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh Nhan Thái Auto. Video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là máy phát điện của Cruise 1.6 2010 lắp chung với sản phẩm, đó là Lacity CDX. Mã sản phẩm của nó là 1357799. Đây là hàng GM anh em nhé, đây là hàng xịn luôn này. Đấy. Anh em quan tâm tìm hiểu về sản phẩm thì cứ liên hệ với em Zalo số 0769086333. Với cái dòng sản phẩm này thì anh em sẽ lưu ý nhé, cái bully của nó là dòng bully giảm giật này, và dây Cura của nó sẽ là chạy bán 1, 2, 3, 4, 5, tức là 6BK. Hai chân của nó đây, bắt phía dưới đây, anh em nhìn này. Đây, đó, còn là cái máy phát thì được thiết kế là được lắp ghép với nhau qua hai phần, phần đuôi và phần đầu. Phần đuôi là cái bảo vệ của cái IC và cái diode bên trong. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái máy phát điện của CDX và Cruise 1.6. Anh em quan tâm tìm hiểu về sản phẩm thì hãy liên hệ trực tiếp số 0769086333 hoặc là 0856727222. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.